Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một trong những cái chuỗi tiệm đồ câu mà lớn nhất tại Nhật Bản nha. Hôm nay là thứ tư 12:30 mà có khá là nhiều xe đậu đây. Đây là một trong những cái cửa tiệm mà nó nổi tiếng nhất Nhật Bản nha mọi người. Mình sẽ đi vào trong. Đây là cái hàng dãy máy câu đứng, máy mới nha mọi người. Thì mình đang quay đây là những con máy Certes Daiwa Certes 2020. Ở dưới là Daiwa 17 Modern 2510BE. Ở dưới nữa là dòng Cadia 2018. Còn ở dưới này là chính là những con Daiwa Satiga 2020. Đây, những con hàng mới 2020 có giá là 8,5 triệu chưa thuế. Những con màu đen này là những con Daiwa Catalina 2016. Còn bên này là máy Sati, máy Shimano Stella. Shimano Stella thì có giá rẻ hơn con Satiga một chút tại dòng này 2017. Còn ở trên này là những con máy Daiwa Firm, con máy trung bình. Còn đây là dòng máy cao cấp, máy đua cao cấp nhất của Daiwa nhé mọi người. Đây là con Daiwa Exit 2020 luôn hay sao ấy. Ở bên này là những con Vanquish, Shimano Vanquish. Những con này là những con câu lua nhé mọi người. Có giá khoảng 4,1 đấy. Giá 4,1 là khoảng về Việt Nam chắc khoảng 10 triệu. Còn đây là dòng câu lua của Shimano, Shimano Stella, dòng cao cấp nhất của Shimano trong câu lua. Đây là máy câu Dream Power 2020, đây dòng 2020. Dưới có một con Stradic thì giờ nó đang hết hàng. Dưới này thì đây là những cái phụ kiện dầu, những cái phụ kiện mà nhưng mà mình độ cho máy câu á. Những hàng này khá là đắt tiền. Đây là những cái, như đây là cái kẹp cá, nó có giá tới 3,000, hơn 6 triệu. Đây là những cái tay cầm của Livre nè, đó giá rất là đắt luôn. Hai cái nào cũng 2,000 là 4 đến 5 triệu. Tay cầm khá là đẹp nhưng mà khá là đắt tiền. Còn bên này là dòng máy ngang nha mọi người. Máy ngang ở đây thì cái trong cái chuỗi đồ câu, cái chuỗi cửa hàng này thì nó có khá là nhiều máy ngang, khá là nhiều loại luôn, hình như là nó đầy đủ hết luôn đó. Đây là những con Steel nè, giá khoảng 5,000. Những con hàng này là những con hàng mới nha. Đây là toàn bộ là hàng mới trong cái tủ kính này, hàng mới hết. Daiwa Zeron nè. Đó. Những con Yoga 19 Tatula TW. Giá khoảng 1,6. 20 Tatula SV TW có 1,6. Đó, ở dưới này là dòng Shimano Scorpion 19 Scorpion và những con 20 SLX DC. Dưới này chúng ta sẽ có là con Metanium 20 Metanium nhé. Giá của nó là 2,8 chưa thuế. Dòng Metanium mới năm 2020. Còn đây là con 19 Antares DC. Antares thôi, không phải Antares DC. Đây là 19 Kakula Conquest DC 200, DC 100, có giá 5,000, rất là đắt. Phía bên này là những con máy fly nhé, những con dòng để dùng để câu fly. Bên Nhật thì họ sẽ dùng để câu cá cháp, câu iso, chúng ta sẽ dùng những con máy này. Nó cũng khá là đắt, nhìn khá là đơn giản nhưng mà con nào cũng 2,000 mấy, 3,000, có con 5,000. Mình sẽ quay
cũng vòng cho mọi người cùng xem. Ở dưới này là những con máy để câu biển, nó có cái đồng hồ đo đo số mét mà mình ra thả xuống nước đó. Những dòng này thì những con này không đắt tiền cho lắm. Đây là những con máy fly này, fly của Sehaco là Shimano Sehaco 60 đó, 13 Sehaco RC83 giá 5 ma, còn đắt nhất trong đây. Còn đây là một số dòng máy điện nha mọi người, một số dòng máy điện câu biển nè, giá thì cũng tầm 2 man mấy. Đây là những con máy điện khủng nè, bộ Daiwa nè, giá 4 man 5 ma một con. Con này 6 man 6, một con 20 Daiwa máy điện tới 8 man. Đó là dòng máy điện có con tới 10 man luôn, con 10 man là 20 con gì á, Daiwa. Đây là những dòng máy để câu câu ngoài khơi, theo mình biết là như vậy. Ok, thì bên này sẽ là những cái dầu mỡ, những cái khu vực mà chúng ta sẽ bày những cái đồ để chúng ta bảo dưỡng cái máy câu. Bên này là dầu mỡ của Shimano, dầu mỡ chính hãng của Shimano nè. Đó, rất nhiều loại luôn. Bảo dưỡng dây BE, cái bình xịt dây BE có giá là 1 cent 9, 1.900, chưa thuế nha mọi người, thuế vô nghĩa là khoảng 2 cent, hơn 2 cent, hơn 400 ngàn. Có rất là nhiều loại dầu mỡ luôn, khá là nhiều, không biết xài lại nào nên mình cứ mua bình xịt xài cho nó tiện. Đó, đây là cái khung cảnh của cái cửa hàng. Phía bên tay phải là sẽ là người ta sẽ để những cái cần câu. Ok, thì giờ sẽ đến phía bên cần câu, cần câu lua. Những cái dòng cần này thì bên Nhật họ sẽ xếp vào cái phân khúc là lua con plus bass, là những con cá vượt sông đó. Trên tay mình là có một con Shimano X-Dry, dòng này là dòng mới nha, khá là đẹp, giá của nó là 1 man 9, sau thuế là khoảng 2 man 1, khoảng 4.500.000. Con này là cây con cần một khúc 173H, Shimano X-Dry 173H một khúc, khá là đẹp, giá rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều luôn. Ok, thì tiếp theo là một cây Shimano Bantam nhé mọi người, Shimano Bantam. Con này cũng là cây cần một khúc luôn, rất là đẹp. Thông số của nó nè, 173H. Mình xem giá của nó bao nhiêu coi. Con này có giá là 3 man 3 nha mọi người, khá là rẻ, khá là rẻ luôn, khoảng gần 7 triệu, 7 triệu đó, hơn 7 triệu đó. Đó là dòng máy câu, dòng cần câu lua của cái kiểu lua con Black Bass nha mọi người. Bên này thì có những cái cần của Daiwa nè. Cần này là cần Daiwa Black Label, nghe tên giống như hãng rượu vậy. Cần thì cảm giác của những cần thì khá là nhẹ, khá là sướng, khá là đầm, khá là êm luôn. Thiết kế của nó thì có vẻ giống như con Dry và con Bantam.
Đây là cây chanh lắp đồ đồ mọi người. Chanh mấy ngang. Đây thông số của nó nè. Giá của nó là 2,5 man. Rẻ hơn con ban tầm. Đây là những con mồi mềm. Rồi tiếp theo là sẽ đến một cây nữa của Daiwa. Là cây... như cây này là cây Rebellion hay gì á. Daiwa. Cây này là cây mới ra năm 2020. Rebellion. Cây này thì khá là đẹp. Cây này một ông anh trong group của mình cũng đã mua và trải nghiệm rồi, đánh chơi rất là sướng. Cây này như giá của nó cũng không mắc lắm. Nó rẻ hơn con Sprite. Thiết kế khá là đẹp luôn. Thông số của nó nha mọi người. Lua từ 3 đến 16, 3 trên 16 ao đến bao nhiêu. Cây này có giá là 1,6 man. Rẻ hơn cây X-Prime. Nhưng mà cây này có khá là tốt. Dòng mới của Daiwa. Rồi phía bên này là có một số cây Shimano Zodiac 2020 nha mọi người. Ở đây nó chủ yếu là trưng bày cần máy ngang thôi. Cái dòng Zodiac 2020 này thì mình cũng đã mua một cây để mình trải nghiệm rồi. Xài rất là ok. Tuy nhiên nó không thể bằng những con X-Ride được. Cái thiết kế của nó thì cũng đơn giản. Mang cái xu hướng hiện đại. Nó không có cổ điển như con X-Ride. Cái màu của nó thì cũng khá là đẹp, màu đỏ. Zodiac 2020. Ok, thì bên này có một cây trung bình của Daiwa nữa là Daiwa Bass X. Cây này thì chắc có lẽ rất nhiều người ở Việt Nam, rất nhiều anh em ở Việt Nam cũng đã xài cây này rồi. Cây này là cũng một dòng mới của Daiwa trong năm nay luôn. Trong năm 2019-2020 á. Cây này giá thì nó rẻ thôi, nó chỉ có khoảng 1,7 triệu. Rồi đó là tình câu mới. Thì giờ mình sẽ đi sang cái chỗ mà nó bán tình câu cũ nha mọi người. Đây là cái dãy mà nó sẽ bán cái tình câu cũ. Thì giờ mình sẽ lấy một vài con cho mọi người xem thử. Đây là con Shimano Scorpion 1652R2. Nó... cái phần cán mút của nó thì bị cái nhìn cũng khá là cũ rồi, nhưng mà giá của nó cũng còn rất là căng. Giá của nó là 1,7 man, khỏe nữa là khoảng 1,9 man, là khoảng hơn 4 triệu. 1652R2 Scorpion khoảng hơn 4 triệu cho cây này nha mọi người. Nó hơi cũ rồi, giá này hơi căng đó. Ok, thì giờ đây là một con khá là đắt tiền nữa của Shimano. Đây là con Shimano Hoisin Ultima nha mọi người, của Jacko kết hợp với Shimano. Con này giá khá là căng. Con này thì rất là đẹp luôn, nhưng mà giá nó rất là đắt. Mình không nhầm nó là 5 man mấy, như 4,5 man, nó 4,5 man thuế nữa là gần 5 man.
Cây này khá là đẹp. Mình không biết cây này bán mới bao nhiêu, nhưng mà nó có giá bán cũ là 4,5 triệu. Đây giá của nó nè, 4,7 triệu, thuế 10% nữa là 5,2 triệu, đó là khoảng 11,5 triệu. Đây là những cái cành lua khá là nhiều, những cái cành lua mà cán bằng cái cán bằng gỗ bành này, nhìn rất là đẹp. Đây là một con Shimano Bantam hàng cũ, ngoại hình thì con rất là ok, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người. Quan trọng là giá nó là bao nhiêu nè. Con này giá của nó là 2,3 triệu nha mọi người. 2,3 triệu là khoảng 2,5 triệu, 2,5 triệu nhân 2,20 là khoảng hơn 5 triệu. Cây Bantam cũ có giá hơn 5 triệu. Hồi nãy cây mới là cây mới thì có giá hơn 6 triệu, mà cây cũ có giá 5 triệu, cũng khá là căng. Ok, thì đây là một số dòng cần Zig, những cần Zig ở bên Nhật nha mọi người. Những cần Zig của chủ yếu là của Satiga, Daiwa Satiga với Daiwa Catalina là chủ yếu những dòng đó. Thì mình sẽ lấy một con thử cho mọi người xem. Đây là một con Zig nha, cần Zig King. Một cây cần rất là đẹp. Nhưng mà những cái dòng cần này thường chủ yếu của nó sẽ là cần một khúc, nên mình rất là khó đem về. Daiwa, con này là cây Daiwa Satiga BZ66XB. Cần khá là đẹp, nhìn rất là đẹp, rất là mới luôn. Đây là thông số của nó nè. Thông số của nó là lua từ 90 đến 180 gram. Cần này made in Thái Lan nè. Giá của nó 2,3 triệu, khoảng hơn 5 triệu, 6 triệu, khoảng 6 triệu đó. Một cây cần Zig của Daiwa Satiga giá cũ khoảng gần 6 triệu. Gần 6 triệu cho một cây cần cũ cũng khá là ok. Thì đây toàn bộ là những dòng cần Zig nha mọi người. Cái dãy chỗ này nè. Cần bobbing thì mình không thấy, mình chỉ thấy cần Zig thôi. Ok. Thì phía bên này là những dòng cần, những cái cần nhặt bãi đó. Những dòng cần khá là rẻ tiền. Ví dụ như ở đây mình có một cây ba khúc rất là rẻ thôi. Cây này chỉ có giá là giá của nó là 5,9 cm, khoảng 1,5 triệu đó. Một cái cần ba khúc, đây là cần nhật bãi nha mọi người. Đó, thì đây là toàn bộ những cái cần bãi của Nhật nè. Giá thì rất là rẻ. Đây một số cây ISO. Còn đây là máy câu, những con máy mà người ta đẻ ra như thế này là những con máy đẻ tiền. Đây có những con máy câu biển nè, nó khá là rẻ thôi. Con này có giá khoảng 4 cm là khoảng 1 triệu, nhìn còn khá là mới đẹp. Mình không có chuyên những cái dòng này, mình không có thể đánh giá được nó đắt hay rẻ. Nhưng có con này ở đây thì nó giá chỉ có khoảng 1,9 cm là khoảng 500 ngàn thôi, 400 ngàn đó. Shimano, hàng của Shimano đặt của anh luôn, nhìn cũng khá là đẹp. Đây có một con nữa, con này khá là rẻ, con này chỉ có 900 yên thôi là 200 ngàn.
mình nghĩ là rẻ đó, tại những ở cái chuỗi cửa hàng này bán đồ cũ cũng khá là rẻ. Đây thêm một con nữa, con này thì có giá tới 8 sen. Con này của Daiwa. Đây là những cái dòng câu biển. Còn ở phía trên này là những con máy. Ví dụ mình có một con máy ngang tay trái ở đây nè. Đây là con Shimano Titanium MG nhé, 507, ngoại hình còn khá là đẹp. Con này mình thấy ở đây cũng khá lâu rồi. Giá của nó nhìn từ 8 sen mấy đó. Đây là con Nasi, dòng khá là lâu, giá 400.000, giá 1 sen 9. Đây, những con Daiwa Film nè, Cream nè, Daiwa Cream còn rất là đẹp, nhưng mà giá của nó thì cũng còn xem chỉ thua giá mới khoảng mấy trăm ngàn. Đây tiếp tục là một con Metanium ở tay phải, ngoại hình rất là đẹp luôn. Giá của nó 9 sen 7 là 2 triệu, hơn 2 triệu. Đây có một con Daiwa Zuron. Con này nhìn khá là ngầu, giá của nó là 6 sen rưỡi nhé, là gần 1 triệu rưỡi đó. Ngoại hình nhìn rất là đẹp luôn, nó có chảy một chút sơ thôi, nhưng mà cái thiết kế của nó khá là khác biệt so với những con dòng máy ngang hiện giờ. Ok, thì bên này sẽ là cái tủ máy câu đứng cũ nhé. Đây có một con Daiwa Exit nè, hai con Daiwa Exit giá khá là cao, một con 5 ma, một con 3 ma rưỡi. Dưới này có con Shimano Team Power 2 man 3, Shimano Vanquish 2 man mấy đó, hay là 6. Một con Twin Power C3000 1 man 6. Ở dưới là những dòng máy ngang cũ. Giá thì những con máy này có giá khoảng 75% đến 80% giá máy mới khi mà nó được bán trong cửa hàng này nhé. Tùy theo đời thôi, những con đời mới thì giá nó sẽ càng sát so với giá bán mới. Những con đời cũ thì giá của nó sẽ giảm xa 50-60% gì đó. Đây là những con, ví dụ như con Bantam này nè, giá mới của nó 2 man 7, giá cũ là 2 man 1. Metanium 2 man 2, Shimano Conquest 2 man 4, Metanium DC 2 man 4, tất cả được chưa thuế hết nha mọi người, thuế là cộng thêm 10% nữa đó. Antares DC, rồi Antares 16, Antares DC nè, 4 man 9 nè, là hơn 10 triệu đó. Shimano Conquest nè, 4 man là cũng gần 10 triệu luôn, 4 man rưỡi. Ở dưới thì mình cũng có 3 con Titanium, giá của nó thì con nào cũng gần 2 man, tức là hơn 4 triệu hết. Đợt trước mình, trong đợt này mình có về cho mọi người 2 con Titanium đó, đó là mình bán với giá là khá là căng cho mọi người luôn đó, để mình kiếm khách hàng thôi chứ giá đó mình bán không có lời. Mình quay trực tiếp đây cho mọi người cùng xem luôn nè, giá của nó đều là gần 2 ma một con Titanium hết. Phía bên này là những dòng câu máy ngang, những dòng máy ngang jigging nha mọi người. Đây là một con Daiwa Satiga nữa nè, 1 man 8. Đây chúng ta sẽ có một con Satiga Dogfight
còn rất là mới, giá 54. Đây là những con Sapiga 2015 có giá là 4,5 man, thuế nữa là 5 man, còn rất là mới, còn rất là mới. Ở dưới là dòng Shimano Stella. Dòng Shimano Stella này giá cũ khá là đắt luôn, hầu như nó chênh giá mới không nhiều. Đây mình có một con Dream Power đời 2009 hay gì nè, một con Biomaster. Ok, đó là tất cả những cái máy câu cũ trong cái cửa tiệm này. Giờ mình sẽ đi để mình xem một câu. Đây là mồi câu nha mọi người. Có rất nhiều loại mồi câu của rất nhiều hãng nổi tiếng luôn. Megabass, nè, Rap, nè, Jacko. Đó, mình sẽ quay một số con cho mọi người cùng xem nhé. Ok, thì đây là con Megabass Vision 110. Giá của nó là 1 cm 9, là hơn 400 ngàn, rẻ nữa là gần 500 ngàn một con. Đây có một con Megabass Box X này. Những con này thì mình rất ít câu, hầu như mình không có. Giá của nó là 1 cm 7, là gần 400 ngàn một con, nhìn rất là đẹp. Những con này thì chắc là mua về trưng bày thôi chứ khá là đắt tiền. Đây có một số con Jacko Sorsas 58SB. Con này được anh em Việt Nam khá là ưa chuộng, nhưng mà mình đánh chẽm, mình đánh cháp gì đó. Giá của nó là đâu đây? Giá của nó đây. Giá của nó là 1 cm 6, là 350 đó. 350. Đây có một số dòng nhảy hơi. Cái nhảy hơi này khá là khác. Như con những con cá lóc bên Nhật này nó sẽ ăn con nhảy khác ở Việt Nam, nên mình không thấy những cái dòng nhảy ở Việt Nam. Nó bán ở đây nó chỉ có một số con nhảy như thế này. Giá thì cũng 1 cm 3, là khoảng 300 ngàn. Đây là những dòng câu những con cá vượt đen nè. Những con này khá đắt tiền. Con này có giá tới là 4 cm, là gần 1 triệu. Gần 1 triệu một con. Những dòng này thì mình chưa câu bao giờ, mình cũng không có am hiểu về nó. Giá của nó khá là mắc. Con này có giá 400, 450. Đây trên này có những con khổng lồ luôn, còn những con cá rất là bự. Con này có giá khá là cao. Giá của nó này, giá của nó là 1,1 man cộng với thuế, là khoảng 2,5 đến 3 triệu một con. Một con như thế này. Dòng này thì mình không có biết nhiều lắm. Okay, đây là những con cá sắt. Cá sắt bên này bán khá là đắt. Cá sắt ở Việt Nam mình bán chỉ có khoảng 20.000, 30.000 con thôi. Bên này giá của nó gần 200.000 một con. Ok, thì bên này là những cái dòng mồi thìa để câu cá suối. Giá của nó thì dao động khoảng 100 ngàn một cái con thìa câu cá suối này, khá là đắt. Có rất nhiều đủ loại luôn. Những con cá câu cá suối, những con cá câu cá hồ,
những con cá nhỏ nhỏ này thôi có giá là khoảng 300 ngàn. Những con này hàng hiệu nên giá của nó rất là cao. Okay, ở dưới này thì có một con mồi khá là lạ, mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ, mình chưa thấy ai câu bao giờ. Nó nhìn như cái con chim cánh cụt vậy. Giá của nó là hơn 700 ngàn. Không biết cái con cá gì sẽ ăn con này. Đây là những cái đuôi của cái cá này, giá khoảng 80 ngàn một cái đuôi. Đó, phía bên này là sẽ là dãy mồi mềm, rất là nhiều luôn, rất là nhiều loại luôn, nhìn hoa mắt, không biết chọn loại nào để câu luôn. Mình chọn đại một cái để quay cho mọi người xem. Đây là cái con sâu, con zoom giả Yamamoto, giá là bao nhiêu đây? Giá là 200 ngàn một bịch để câu cá bass. Đây là những con cá giả nè. Anh em ở Việt Nam thì hay cũng hay mua những con cá giả như vậy để móc vào cái lưỡi gắn chì để câu cá lóc. Con này có giá là đâu 950 yên, cộng thuế là hơn 200 ngàn. Đây những con tôm mồi của Ras Raiden gì đó, khá là nhiều, mồi mềm khá là nhiều luôn, rất là nhiều loại, rất là nhiều kích thước, màu sắc, chủng loại và giá tiền nó cũng khác nhau. Mình quay thêm một cái con nữa, con này nhìn như là cái con không biết nó là con gì luôn. Ok, thì phía bên này sẽ là những cái phụ kiện bao tay cho anh em chúng ta chống nắng. Bao tay nó đang được giảm giá nè, đang bao tay của Daiwa giảm giá 20%, còn 500 ngàn một cái. Rồi cái này đang được giảm giá luôn nè, đang sale 100 ngàn một cái bao tay của bao tay câu cá, không biết của Daiwa luôn. Nó đang sale còn 100 ngàn. Đó, đang sale nhé mọi người. Phía bên này sẽ là những cái túi đựng mồi câu lua, đựng đồ câu. Đây là một cái túi của Daiwa khá là đẹp. Mình thì chỉ thích xài đồ của Daiwa thôi, tại vì cái logo của nó đẹp. Shimano thì cái logo của nó cũng có đẹp mà. Abu Garcia cũng vậy, Abu thì nó cũng không đẹp. Đây là nón, những nón chính hãng Shimano, Daiwa hay Yamakasu. Đó, có rất là nhiều mẫu mã cho mọi người cùng lựa chọn luôn. Phía bên này là cái túi đựng cần, túi đựng cần của Abu, Shimano, Daiwa, đầy đủ các loại luôn, rất là nhiều. Mình sẽ quay thử một vài cái cho mọi người xem. Đây, một cái túi hình hộp nhiều quá nên mình sẽ quay cái đắt tiền nhất cho mọi người xem nhé. Đây, Daiwa Tourerman này, có giá của nó là 29, với thuế nó là gần 7 triệu một cái túi như thế này. Đây, túi của nó sẽ mở ra bên trong xem nó có gì nha. Okay, bên trong thì không có gì đặc biệt cả, chắc là cái chất liệu làm của nó cao cấp. Túi Daiwa nó là nhựa, nó phủ thêm cái lớp nhựa, lớp sơn gì á, sờ nhám nhám.
Ok, đây là những cái quần bơi. Những cái quần bơi để lướt sóng. Đây là trong cửa hàng nha mọi người. Mình sẽ tiếp tục quay máy câu cho mọi người xem. Thì đây là những cái dòng máy câu Kakula Limited này, dòng Limited giá khá là đắt, 15 Catalina BC, những dòng câu king của máy ngang, của cần máy ngang đó. Giá thì có hết, rất là đẹp, giá cũng mất rất là đắt. Ok, nãy giờ review cho mọi người thì cái video cũng khá là dài rồi, mình cũng hơi mệt. Giờ mình sẽ đi lấy máy của khách đặt hàng và mình về mình sẽ review cho mọi người cùng xem nhé. Sau khi đi review cái một trong những cái chuỗi đồ câu mà nổi tiếng nhất tại Nhật Bản thì mình có mua được một con máy cho một cái anh khách. Đây là con Daiwa Anfas ETW 8.6L, con này là dòng PFF nha các bác. Thì con này là mình mua dùm một cái anh ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đặt hàng cho mình thì mình sẽ mua dùm về, mình có xin phép anh là mình sẽ quay review một tí cho các bạn xem. Ok, thì các bác nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với mình nhé. Đây mình mua hàng là có hóa đơn đầy đủ, mình sẽ gửi về tất cả cho mọi người, mình sẽ lấy cái tiền mà công rất là rẻ thôi. Ok, giờ mình sẽ mở ra. Đây thì máy nó sẽ được gói trong một cái bọc ni lông như thế này. Đây là một cái dòng máy BSF, nó cái rác của nó chỉ có 3,5 kg thôi, nó rất là nhỏ. Thì ở Việt Nam thì có kênh YouTube 2.2.n đã review với con này rồi. Thì hôm nay mình sẽ không nói nhiều nữa, thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái ngoại hình của nó thôi. Thì con này nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp, cái rác của nó nghe rất là đã. Rác bằng sợi carbon nhá, khi mà đã nắng nó sẽ có cái vân carbon nè, nhìn rất là đẹp, nghe rất là thích đó. Đây là ngoại hình của nó, tay Starrup, tay quay nhìn rất là đẹp. Chắc spool này là siêu nhẹ luôn, nó khoét rất là nhiều lỗ. Đây để mặt bên hông của nó, cái nút điều chỉnh nó sẽ để ở dưới, có rất nhiều cấp độ luôn, hình như nó tới 9 9 chế độ, 9 chế độ thắng luôn đó. Con này là made in Thái Lan xuất Nhật, Giron Aerotor này mọi người, đó nhìn rất là đẹp, quay rất là sướng luôn, quay êm. Dòng này quay rất là êm tại vì nó là dòng BFF, dòng đánh Ultralight BFF á. Tổng thể ngoại hình cái thiết kế rất là đẹp. Đó, thì đây là cái hộp của nó. Đây, thông số và các công nghệ của nó nè. Vòng tua 8.6, nặng 160 g, nặng mắc rác là 3.5, một vòng tua quay được 75 cm và có 6 bạch đàn. Đó, thông số của nó. Thì cái dòng này là dòng khá là mới. Bên Nhật thì họ cũng đang nhập hàng về thôi. Con này là cái con duy nhất ở cái tiệm đồ câu mình mua được. Đây là con duy nhất. Họ bán cho mình xong là họ hết hàng luôn. Con hàng này là con hàng mới nên họ đang nhập về. Ok, thì đó là cái con Daiwa Amphas ETW rất là đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy giúp mình like và subscribe nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.